ngày 21 tháng 4, Chúa Nhật 4 phục sinh. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn vì là đứa chăn thuê và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha, và ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này, cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn, chúng sẽ nghe tiếng ta, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta, là ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi ta, nhưng tự ta, ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận nơi cha ta. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Mục tử dám sống, dám chết vì yêu chiên. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến để tỏ bày lòng yêu thương của Thiên Chúa cho con người, và vận mệnh của con người được trao cho Chúa Giêsu. Vì thế người nói: Ta là mục tử tốt lành, và mục tử thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Thí mạng sống không có nghĩa là liều mình vào chỗ chết một cách oan uổng, vô nghĩa, nhưng là sẵn sàng dâng hiến mạng sống quý giá của mình làm lễ vật toàn thiêu, để Thiên Chúa Cha vui lòng mà tha thứ tội lỗi cho nhân loại, mà mở cửa nước sự sống vĩnh cửu cho nhân loại. Vâng, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là cái chết của mục tử nhân lành, chết cho đoàn chiên được sống. Bởi người đã sống lại để ai tin vào người sẽ được sống lại với người. Hơn nữa, người còn để lại chính thánh thể người nơi bí tích huyền diệu, làm lương thực cho con người trên đường về lữ hành thiên quốc. Chúa muốn mỗi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình mục tử của Chúa trong đời sống gia đình, công đoàn giáo hội, xã hội. Cha mẹ là mục tử của con cái, anh chị là mục tử của các em. Những người có vai trò trách nhiệm trong cộng đoàn đều là những mục tử. Hãy noi gương mục tử nhân lành là Chúa Giêsu để biết trải lòng yêu thương đoàn chiên bé nhỏ của mình. Thiếu lòng hiền lành khiêm nhường, thiếu yêu thương những người thuộc về mình, thì chắc chắn cũng sẽ thiếu nhẫn nại, thiếu khoan dung, thiếu thấu cảm, thiếu hy sinh cho đoàn chiên. Mục tử phải gánh cái nặng của đoàn chiên, và không bao giờ là cái nặng cho đoàn chiên cả. Cha mẹ nuôi nổi 10 đứa con, nhưng 10 đứa con không nuôi nổi một mẹ già. Tại sao? Mục tử là người dám sống, dám chết vì yêu đoàn chiên. Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn mục tử nhân lành cho các gia đình dám sống, dám chết vì yêu như Chúa đã yêu. Amen. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã biết thân phận người chúng con là phải chết ngàn đời rồi tan biến trong hư vô. Chúa biết thân phận người mong manh như bụi tro, héo tàn như hoa cỏ. Chúa biết thân phận người tội lỗi hư thân, về bóng sầu bất tận. Vâng, Chúa biết thân phận người, Chúa xót đau với thân phận người, và vì yêu thương, Chúa cứu thân phận người khỏi chết muôn đời bằng cái chết và sự phục sinh của Chúa, để con người được sống lại và được sống đời đời trong nước Chúa. Xin xót thương, xin khoan dung,
xin thứ tha, xin dẫn chúng con vào cuộc sống mới, cuộc sống phục sinh. Xin giữ chúng con luôn tin yêu và sống lời Chúa Kitô. Amen. Chúa dẫn con vào cuộc sống mới.
Chúa Kitô. Chúa xót thương, Chúa cứu con khỏi chết muôn đời. Xin Chúa khoan dung, Chúa thứ tha đời con vẫn vương tội. Lạy Chúa, Chúa xót thương, Chúa dẫn con vào cuộc sống mới. Xin Chúa giữ con luôn luôn tin yêu.